Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong ạ. Bệnh ngủ ngày thường hay xuất hiện trên cây cam bưởi. Khi cây cam bưởi nó bị thiếu nước, thiếu độ ẩm một cách trầm trọng, cộng theo bộ rễ của nó đang bị tổn thương thì nó gây ra cái bệnh ngủ ngày. Nó biểu hiện ở cây như ban ngày chúng ta nhìn thì thấy cái bộ lá của nó héo rũ ra và cái màu lá của nó không có cái màu xanh mỡ lá đẹp như những cây khỏe mạnh, mà màu lá của nó xanh xám và xanh đen xì lại, nhìn như là nó bị mo lá lại. Đó là cái biểu hiện của cây bị ngủ ngày mọi người nhé. Cộng theo nữa là buổi tối mọi người nhìn thấy cái lá của nó thức nhưng lá cũng chổng ngược lên trời trời, chứ nó không mọng lá, nó không mỏng lá được. Đó, nó không mỡ lá ra, nó không mượt lá. Đó là mọi người nhìn thấy là cái biểu hiện ở bên ngoài cây ngủ ngày. Cái bệnh này nó rất nguy hiểm mọi người nhé. Thường thì bà con chúng ta rất là hay bị nhầm lẫn cái bệnh này với những cái bệnh vàng lá thối rễ, hoặc là những cái bệnh như bị chúng ta cho ăn phân quá chất nó bị ngộ độc chẳng hạn, rất là hay bị nhầm lẫn. Cộng theo là mình chủ quan khi nghĩ rằng trời nắng thì nóng lắm nên là cây nó như vậy, nhưng thật ra không phải mọi người nhé. Nó là một loại bệnh ngủ ngày, nó rất là nguy hiểm. Nếu như chúng ta không nắm bắt được các nguyên nhân cũng như là cách khắc phục và xử trí thì nó sẽ dẫn ra lâu ngày và nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị chết cây. Nó rất là nguy hiểm. Và bệnh này thì mình vẫn khắc phục và cứu chữa được kịp thời khi mình mới biết. Do đó kênh hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người trong video nội dung để mọi người, ví dụ những ai chưa biết về bệnh ngủ ngày này thì mọi người hãy đi cùng mình xem hết video, mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là cái nguyên nhân dẫn ra bệnh ngủ ngày, và thứ hai là cách khắc phục và xử trí cũng như là cách phòng cho vườn cây của mình đạt hiệu quả cao nhất. Và mọi người, những ai chưa biết cái bệnh ngủ ngày này thì mọi người đi cùng mình để mọi người cùng xem, mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Và bây giờ thực tế mình sẽ xin chia sẻ với mọi người. Thứ nhất đó là cái nguyên nhân để dẫn ra cái bệnh bị ngủ ngày này. Thì nguyên nhân thì nó có hai cái nguyên nhân chính. Lớn nhất là xoay quanh cái vấn đề là cây bị thiếu nước mọi người nhé. Và vấn đề thứ hai đó là do cây bị tổn thương bộ rễ. Đó là hai cái nguyên nhân chính gây ra cái bệnh ngủ ngày. Nhất là cây cam vừa mới rồng được 25 tuổi là rất hay bị. Và thứ hai là cây bước vào kinh doanh được 25 là rất hay bị. Giai đoạn này nó rất là cần nước và cần chất dinh dưỡng nên là rất hay bị cái giai đoạn này mọi người nhé. Thì thường ví dụ như mọi người, nó biểu hiện ra bên ngoài là cái cây đó nó bị héo rũ lá về ban ngày, như mình vừa chia sẻ ở đầu tiên của video thì là cây nó héo rũ cái lá, ở kể cả lá già mọi người nhé. Mọi người nhìn ban ngày thì nó héo lá nó lại và nó cụp lá lại, đó nó rũ lá xuống, và đó là cái biểu hiện cây nó đang bị ngủ ngày. Và cái bộ rễ của nó thì khi cây mới bị thì nó chưa có biểu hiện gì gọi là bị thối rễ như bị vàng lá thối rễ đâu mọi người, mà nó chỉ có nghĩa là nó đang ở cái hiện tượng bộ rễ nó chỉ mới bắt đầu nó đang bị tổn thương. Thì nó ban ngày là do nhiệt độ, rồi do ánh nắng mặt trời, do tất cả các môi trường nó tác động thì cây nó phải mo lá lại, nó cụp lá lại để nó bịt, nó giữ lại những cái lượng nước của nó để nó phải hấp thụ để nó nuôi cây mọi người nhé. Do đó cây nó bắt buộc nó mo lá lại, và khi đêm tối thì nó mới lở lá ra, thì tại vì thời tiết nó mát mẻ. Nhưng thật sự thì cây ban ngày nó vẫn phải quang hợp cái độ ánh sáng, thế nên là khi mà ban ngày mà lá nó bị mo và bộ rễ của nó hiện tượng như vậy thì để lâu ngày nó sẽ dẫn ra nó bị hỏng cây, nó chết cây mọi người nhé. Và cây nó sẽ có sống được thì cây nó ngấp ngoải, nó không ra gì cả. Đó là cái biểu hiện ở cây bên ngoài, cái biểu hiện của cái bệnh bị ngủ ngày này. Đó là nguyên nhân, và cái bệnh thì mình phân tích và chia sẻ với mọi người từng cái cách xử lý, từng cái nguyên nhân một mọi người nhé. Thì thứ nhất đó là cái nguyên nhân mà bị thiếu nước, thì bà con xử lý cho mình là ví dụ như cây cam 25 tuổi hoặc là cây cam đang kiến thiết rồi, đang thu kinh doanh rồi, thì mọi người phải tuyệt đối phải giữ được ẩm những cái cây đó, hoặc là cả vườn đó, phòng cả vườn đó, thì mọi người phải thường xuyên giữ ẩm. Nhưng mọi người không được tưới vào khi có mặt trời nóng, mà mọi người chỉ được tưới những cây bị đó vào những cái lúc trời mát, hoặc là buổi tối mọi người tưới để cho cái bộ rễ của nó không bị nhiệt độ nó làm tăng nhiệt ở dưới, thì nó sẽ hấp thụ được từ từ độ nước và nó sẽ phục hồi cây. Đó là nếu như bị cái triệu chứng là thiếu nước mọi người nhé. Đất để khô lứt trắng ra đó thì mọi người phải xử trí bằng cái cách như vậy. Và thứ hai là cách khắc phục ở cái bộ rễ, có nghĩa là cái tránh bị tổn thương bộ rễ, thì mọi người
khi cây nó mới bị như vậy thì mọi người phát hiện ngay được thì mọi người xử trí như này cho mình. Mọi người dừng tất cả các loại phân có hàm lượng đạm và kali cao, mọi người phải dừng, trừ cái thành phần là lân, mọi người bón nguyên lân cũng được. Đó, còn trừ cái loại phân có hàm lượng đạm và kali cao mọi người nhé. Cả hai cái chất này nó rất là nguy hiểm, khi bộ rễ nó đang có nguy cơ nó bị hỏng thì mọi người phải dừng cái này, không là nó sẽ lại càng làm cho nhiễm bệnh thêm nặng. Và với những cái cây mà cây cam còn nhỏ như 25 mà nó bị thì mọi người hãy đào lên, có nghĩa là bứng, đừng để vỡ bầu. Mọi người bứng vanh bầu lên và đừng để vỡ bầu. Đó, mọi người bứng lên, sau đó mọi người rồng lại và rắc vôi, rồi mọi người rắc phân ở dưới, nhưng đừng có phân bao NPK mà là phân hữu cơ, mọi người rắc ở dưới, sau đó mọi người lại rồng lại thì nó sẽ khỏi ngay mọi người nhé. Thứ hai đó là mọi người phải sử dụng bằng cái dòng thuốc kích rễ và các loại thuốc kháng sinh để mọi người tưới ở dưới và cấy thêm nấm ở dưới. Thì trong video, trong kênh mình cũng có những cái video mình chia sẻ về những cái cách tưới để kích rễ, rồi là cách chống nấm. Đó, mình cũng đã chống vàng lá thì nó cũng như một cái quy trình để mọi người cùng biết. Thì mọi người vào trong kênh mọi người xem những cái video đó. Mọi người phải duy trì cái quá trình này cho đến khi nào cây nó phục hồi. Và khi cây nó phục hồi rồi thì mọi người bắt đầu tiến hành cho phân ăn. Nhưng mọi người cho phân ăn cực ít và cực nhẹ nhàng, mọi người hòa tùy theo độ tuổi của cây. Và mọi người bón xa gốc theo vanh tán mọi người tưới. Và tốt nhất là khi bộ rễ non thì mọi người hòa thành nước mọi người tưới thì là đẹp nhất, là tốt nhất mọi người nhé. Ví dụ như cây 25 tuổi thì mọi người chỉ cho mỗi cây độ khoảng nửa lạng thôi. Đó. Còn những cây mà ví dụ như cây cam thu hoạch năm thứ 7, thứ 8 rồi thì mọi người có thể cho đến một lạng được. Đó, mọi người hòa thành nước mọi người tưới là tốt nhất. Không thì mọi người vãi phải xa gốc, cách gốc tầm khoảng 50 phân mọi người nhé. Đó là cái để mọi người cho ăn. Còn ví dụ như mọi người muốn cho ăn để duy trì được cái sức bền của cây thì mình chia sẻ với mọi người là như cũng như nhà vườn mình bón một năm 4 đợt lọc thì 4 mùa 4 đợt lọc thì mình sẽ cho ăn phân bao hóa học vào những cái 4 lần đó để mình duy trì cái độ bền của cây và bón vừa phải thôi. Đó là cái kỹ thuật để mình bón phân NPK thì hợp lý nhất mọi người nhé. Và thứ hai là mọi người thêm một chi tiết nữa là mọi người phun cho ăn ở trên qua lá nữa để mọi người tăng cường cái sức đề kháng ở trên cây. Đó là mình chia sẻ với mọi người nhé. Còn để phòng, mình sẽ chia sẻ với mọi người cách phòng khi để cái vườn cam mình nó sẽ không có những cái cây bị bệnh ngủ ngày. Thì mọi người duy trì độ ẩm cho mình, nó có hai cách. Một là thứ nhất là mọi người phải duy trì độ ẩm thường xuyên, độ ẩm không bao giờ được vượt quá 80% và độ ẩm không bao giờ được dưới 40%, là mọi người giữ cái độ ẩm đó là tốt nhất mọi người nhá, thường xuyên giữ ẩm cho mình. Và thứ hai đó là cách để cho phân ăn thì như mình vừa chia sẻ bên trên, có nghĩa là một năm 4 đợt lọc thì mọi người cho 4 lần phân bao NPK là hợp lý nhất. Còn nếu như nhà vườn mình thì nhà mình chuyển thành dòng phân mình ngâm cá, ngâm chuối và ngâm trứng để mình tưới thì một năm mình chỉ điểm 2 lần phân bao thôi. Đó, còn như ví dụ như nhà vườn nào không có thì mình nghĩ rằng nên các bạn nên bón một năm chỉ 4 đợt phân bao thôi là hiệu quả nhất. Mọi người chia ra mọi người cho một năm 4 lần. Còn những cái lần để mọi người vãi phân vi sinh chẳng hạn, rồi là vãi những cái loại phân hữu cơ chẳng hạn đó, chứ mọi người không lên là tháng một lần nhưng mà vãi hoàn toàn bằng phân bao, nó vừa thừa chất mà nó gây ra ngộ độc. Đó là cái cách phòng ở trên vườn cây của mình thì mình chia sẻ với mọi người. Và trên đây là tất cả những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với mọi người, ví dụ những ai chưa biết cách về cái bệnh ngủ ngày cũng như là cái cách khắc phục và phòng cho cái bệnh này hiệu quả thì mọi người cùng xem. Và mọi người xem hết video, thấy video của mình chia sẻ với mọi người thấy hay và có ý nghĩa đối với mọi người thì mọi người hãy nhớ cho mình một like cũng như là nút đỏ đăng ký ở phía dưới và nút chuông thông báo để nhận được sớm nhất những cái video mà mình sẽ chia sẻ với mọi người tiếp theo để mọi người cùng biết và chăm cây được tốt hơn. Đến đây mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những video sau. Thân ái nói lời chào bà con và các bạn nhé.